Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại lên trên đồi thăm bấy đây. Hôm nay mình đi thăm bấy sớm một tí. Mỗi hôm mình hay đi vào buổi trưa với buổi chiều. Hôm nay mình đi bây giờ cũng hơn 9 giờ. Thì mình có việc bận thì mình sẽ đi thăm bấy sớm. Xong về mình sẽ đi làm việc khác. Mình đi gần đến cái chỗ bấy rồi. Mọi người cùng theo mình đi thăm là cái số bẫy của mình, xem là hôm nay được con gì không. Mình lại lên gần đến cái bẫy mà hôm trước được con gà rừng vẫn còn sống, mình lấy về nuôi đây. Cái bẫy đầu tiên không sầm mọi người ạ, cái bẫy bên này. Mình lại lên trên tiếp này. Mình sẽ quay lại đằng trước cho mọi người xem. Mấy cây bẫy ở đằng bên dưới này của mình thì không sập. Mình lại lên trên này. Cái này cũng không sập thế nào này. Mấy cái trên này vẫn còn nguyên xi này. Mình lại lên trên thăm tiếp. Có lối gà bới ở đây mọi người. Lối gà mới mới toanh này, vừa mới này. Bên trên này cũng có lối này. Đây trên này có lối này. Mới rất là mới này. Mình sẽ đi lên thăm trên bẫy xem là được cái gì không. Mọi người ơi, bẫy của mình dính hai con gà này. Dính hai con gà liền này. Một con gà giáo này. Một con gà giáo, một con gà trống ở trên này. Đây là con gà trống này. Dính hai con liền này. Mình sẽ bắt con gà trống trước. Con gà đây mọi người. Mình đã bắt được nó này, còn con gà giáo thì vẫn ở dưới gốc cây kia. Mình sẽ gỡ con này trước. Con này mới trúng lúc sáng này, còn nó căng này. Toàn siêu phẩm này, cũng con này cựa dài con hôm qua một chút này. Con gà giáo kia nữa. Thế là mình đã có một cặp gà để làm giống ở nhà, một con hôm qua nữa. Và được 3 con rồi. Bây giờ mình sẽ bắt con gà này, xong mình quay cho mọi người xem con dưới. Mình đã bắt xong con này, bây giờ mình lại xuống bắt tiếp con gà giáo này. Táng tung hết lông này. Mắc qua cái cành cây này. Con gà giáo rất đẹp này. Siêu phẩm này. Mái rừng này. Nó dính vào chân này. Con này siêu phẩm gà mái rừng này, trong này còn trống nữa này, đây chiến công của mình hôm nay đây, được một cặp gà này rất là tuyệt vời này, nó vừa trúng rồi này, mình sẽ cất vào súng là mình lại đi thăm tiếp bẫy. Mình lại lên trên này thăm tiếp. Nó bén với con kia, nó đi lại lại sập mất mấy cái bẫy của mình, nhưng mà nó không dính thêm con nào, được mỗi 2 con thôi. Cái này là cái hôm trước bị bới qua cạnh này. Mình lại lên trên này thăm tiếp. Trên này không sập này.
cái trên này cũng không sao. Trên này cũng vẫn còn. Mình lại vào trong kia thăm. Mình đi thăm bẫy gà rừng ở trong cái đồi này thì mình đi ra rồi. Mình thăm những cái kia không được thì mình không quay cho mọi người xem nữa. Thì bây giờ mình được hai con thì mình đang lên đồi mình đi về đây. Hai con này về mình sẽ thả vào cái chuồng mà hôm qua mình thả cái con gà má trắng vào ấy, thì tí nữa về mình sẽ thả nó vào đấy. Bây giờ mình cũng xin tạm dừng video đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người.